Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị ha. Đây là cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20 giờ 45 phút anh chị. Rất là đông luôn. Mà cái tình trạng này đông là diễn ra có khoảng là 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ thôi chứ không có nhiều. Vì khoảng là đến 10 giờ thôi là gần như là các chuyến bay thưa thớt dần rồi. Các chuyến bay lúc này là 1 giờ cho đến 7 giờ có 18 chuyến thôi anh chị. 1 giờ đêm đến 7 giờ sáng, 8 giờ sáng thì có là 17 chuyến thôi. Nhưng mà trước 11 giờ thì 2 tiếng, 21 giờ đến 23 giờ 2 tiếng đồng hồ có 18 chuyến bay. Đó. Càng sớm thì càng có nhiều chuyến bay và về càng sáng thì càng ít chuyến bay anh chị. Bây giờ anh chị em đi vô thẳng vô trong chính phòng cái này là đi vô trước đây rồi anh đi không? Yeah.